Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, theo yêu cầu của chính phủ thì từ ngày 15 tháng 8 hạn chót để các bộ ngành liên quan trình Thủ tướng phương án cắt giảm đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh hiện có. Theo chính phủ, khả năng hoàn thành kế hoạch là khả thi. Tuy nhiên thì vẫn còn không ít ý kiến tỏ ra lo ngại về tính thực chất của các phương án cắt giảm không đạt như kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp, thậm chí có phương án còn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Từ khi bắt đầu nhiệm kỳ mới của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quán triệt và xác định cải cách, xây dựng thể chế là động lực của tăng trưởng. Trong đó, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến cắt giảm các điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành. Bởi Thủ tướng Chính phủ đánh giá đây đang là rào cản đối với doanh nghiệp khi gia nhập thị trường. Chính vì vậy, trong Nghị quyết 01 ban hành ngày 1 tháng 1 năm 2018, Thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ ngành rà soát các điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành, yêu cầu cắt giảm 50% số hiện có. Như vậy, phải cắt giảm 50% trong tổng số 5.905 điều kiện kinh doanh. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ký chỉ thị số 20 yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực chất việc cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Coi đây là một giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ thị cũng nêu trước ngày 15 tháng 8 năm 2018 phải ban hành theo thẩm quyền và trình chính phủ ban hành các văn bản thực thi phương án cải cách chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh. Với tinh thần rất quyết liệt, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản gửi các bộ trưởng, người đứng đầu các ngành, đề nghị các bộ ngành đôn đốc để tại phiên họp Chính phủ tháng 8 báo cáo đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các việc hoàn thành, phân định rõ đơn vị nào làm tốt, đơn vị nào đang vướng mắc cũng như vướng mắc ở đâu. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ phía chính phủ, hiện các bộ ngành đang nỗ lực rà soát cắt giảm để sớm hoàn thành, đáp ứng sự mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp. Chỉ trong thời gian ngắn đã có nhiều bộ ngành công bố phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh. Đáng chú ý là tỷ lệ cắt giảm đã vượt khá nhiều so với mức tối thiểu là 50% mà chính phủ đưa ra. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên chúng tôi. Dù được cho là đi đầu trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh với 675 điều kiện chiếm 55% điều kiện kinh doanh trong năm 2017. Song trong năm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp tục đã ký quyết định số 1408 phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa một loạt các thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Công Thương năm 2018 với 54 thủ tục hành chính nằm trong diện tiếp tục được bãi bỏ đơn giản hóa. Lần đầu tiên có chuyện là một bộ là Bộ Công Thương, một cái bộ rất là quan trọng trong nền kinh tế, đã cắt giảm hàng ngàn cái thủ tục trong một thời gian rất là ngắn. Và nếu mà tính ra cái độ tác động đến người dân, đến doanh nghiệp, thì đấy là một cái độ tác động sẽ rất là lớn. Và đây là một hành động đã diễn ra, không còn là một sự hứa hẹn. Cùng với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng cũng rất quyết liệt, không những đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh mà bỏ cả ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư 2014. Theo đó, hiện nay, tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý đã được cắt giảm và đơn giản hóa đạt 85%, vượt 35% so với yêu cầu. Ra đây cũng là những cái điểm rất tích cực, có nghĩa rằng là cái yêu cầu của chính phủ hiện nay là rà soát và cắt giảm các điều kiện kinh doanh không cần thiết. Thế thì như vậy, có những điều đó không có nghĩa rằng là chỉ cắt giảm điều kiện kinh doanh, mà có những cái ngành nghề mà toàn bộ điều kiện kinh doanh không cần thiết, thì điều đó có nghĩa rằng là cái ngành nghề đó không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và cần phải bãi bỏ. Thế thì có một số bộ cũng đã đề xuất, ví dụ như Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao Du lịch, thì những bộ cũng đã mạnh dạn đề xuất một những cái gọi là cắt giảm cả toàn bộ cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì đó cũng là những cái dấu hiệu theo tôi gọi là tích cực. Cũng trong năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể ký quyết định số 767 công bố phương án cắt giảm đơn giản 384 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, tương đương 67,36%. Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng triển khai việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để trình chính phủ ban hành trước ngày 30 tháng 10 năm 2018. Giao thông vận tải có thể nói rằng là đã có những cái hành động rất dứt khoát và mạnh mẽ trong cái việc cải cách những lĩnh vực mà mình phụ trách. Thì chúng ta đều biết rằng là giao thông vận tải đóng một vai trò rất quan trọng trong cái việc
phát triển cái lĩnh vực nó gọi là lĩnh vực về logistics, thì đây là một lĩnh vực mà hiện tại chúng ta vẫn còn đang rất yếu và năng suất rất thấp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai khá hiệu quả việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Theo đó, Bộ đã rà soát tổng thể và đề xuất cắt giảm, bãi bỏ, đơn giản hóa 241 điều kiện đầu tư kinh doanh trong tổng số 345 điều kiện, tương đương 69,8% điều kiện kinh doanh được cắt giảm. Chúng tôi đang rất quyết liệt để tháng 6 có thể ban hành được cái nghị định này. Đồng thời với đó đấy, thì chúng tôi cũng sẽ giảm 23 cái điều kiện kinh doanh bỏ luôn tại một cái thông tư của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ở trong đợt này. Như vậy thì còn khoảng gần một nửa cái điều kiện đầu tư kinh doanh chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát để cắt giảm trong đợt 2. Theo dự thảo nghị định sửa đổi, một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước, Bộ Y tế cho biết sẽ cắt giảm 1.151 trên 1.680 điều kiện đầu tư kinh doanh, gần 70%, và 168 trên 338 thủ tục hành chính, gần 50% trong lĩnh vực y tế được quy định tại 6 luật, 13 nghị định và 7 thông tư. Thì trong lộ trình và hiện nay Bộ Y tế cũng đang rà soát lại tất cả các cái thủ tục liên quan đến về xuất nhập khẩu, về trang thiết bị, về y tế, về dược phẩm để làm giảm bớt những cái gánh nặng về các cái thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp ở trong nước cũng như là nước ngoài họ có quan tâm đầu tư và vào thị trường thuốc, trang thiết bị và dược phẩm. Các chuyên gia nhận định đã có nhiều chuyển động tích cực từ chính phủ đến các bộ ngành địa phương, trong đó việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Theo số liệu từ Văn phòng Chính phủ, hiện có 16 bộ ngành đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh. Xét về số lượng, Bộ Y tế đề xuất cắt giảm nhiều nhất với 1.085 điều kiện kinh doanh. Nếu tính tỷ lệ, Bộ Xây dựng dẫn đầu với hơn 85%. Nếu đề xuất của các bộ ngành được thông qua vào tháng 10, ước tính sẽ có khoảng 3.000 điều kiện kinh doanh được cắt giảm. Thưa quý vị, mặc dù đã có nhiều chuyển động mới từ các bộ ngành, tuy nhiên thì ghi nhận của chúng tôi về kết quả cắt giảm điều kiện kinh doanh hiện nay, mục tiêu hoàn thành cắt giảm 50% tổng số điều kiện kinh doanh trước mốc 31 tháng 10 năm 2018 là một thách thức rất lớn. Chất lượng đơn giản hóa cắt giảm điều kiện kinh doanh thì chưa đồng đều, có tình trạng chạy theo con số, mang tính đối phó không thực chất. Phấn khởi khi thông tư 37 được gỡ bỏ, nhiều điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm, cởi trói cho các doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, một số điều kiện kinh doanh hiện vẫn còn phức tạp, gây khó cho các doanh nghiệp sản xuất áo jacket. Hiện tại thì chúng tôi đang chờ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Đấy, chúng tôi nếu mà vướng thì vẫn còn vướng ở cái chỗ là kiểm dịch động thực vật, thủ tục nó cũng còn hơi nhiêu khê một chút. Ở cái khâu nhập lông vũ khi mà sản xuất ra áo jacket, đó là kiểm dịch động vật hoặc là kiểm dịch thực vật khi nhập bông. Trước khi đơn giản, điều kiện có hệ thống camera đáp ứng các tiêu chí sau, quan sát được các vị trí của các kho bãi, địa điểm, hình ảnh quan sát được vào tất cả các điểm trong ngày 24/24, dữ liệu về hình ảnh camera được lưu giữ tối thiểu 12 tháng, hệ thống camera được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý. Sau khi đơn giản hóa là có hệ thống camera đáp ứng kết nối trực tiếp với cơ quan quản lý, hình ảnh quan sát được các vị trí trong cửa hàng miễn thuế vào tất cả các thời điểm trong ngày 24/24 giờ, dữ liệu về hình ảnh lưu giữ trong 12 tháng. Đây là một trong rất nhiều trường hợp điển hình cho thấy điều kiện trước và sau khi đơn giản hóa là không thay đổi đáng kể, nhưng lại được tính là một điều kiện được đơn giản hóa. Đơn giản điều kiện kinh doanh vẫn mang tính đối phó, chưa đi vào thực chất. Ví dụ như đơn cử có bộ ngành là bãi bỏ điều kiện kinh doanh nhưng không có nghĩa là bãi bỏ và chuyển sang hình thức quản lý khác. Như vậy chúng ta chỉ đơn thuần là biến tướng từ cái hình thức quản lý này sang hình thức quản lý khác thì điều đó cũng chưa phải là thực chất trong cái việc bãi bỏ. Không thay đổi đáng kể trước và sau khi cắt giảm, đơn giản hóa, một điều kiện kinh doanh có thể chứa đựng nhiều điều kiện con, điều kiện cháu là những điểm nghẽn nổi bật về thực trạng cắt giảm điều kiện kinh doanh hiện nay. Theo đó, về thống kê số lượng điều kiện kinh doanh bãi bỏ, sửa đổi, khi rà soát, một số bộ còn gộp số bãi bỏ và sửa đổi để đánh giá hoàn thành mục tiêu. Số bãi bỏ thấp xa so với yêu cầu, sửa đổi là chủ yếu. Ở những bộ nếu đạt con số là 50% thì gồm cả điều kiện kinh doanh bãi bỏ, cắt giảm và sửa đổi. Nhiều điều kiện chỉ sửa đổi về câu chữ không đơn giản hóa, có điều kiện liệt kê là bãi bỏ nhưng thực chất là chuyển sang hình thức quản lý khác. Theo dõi thì tôi cho rằng là
cái tiến triển về cái quá trình cải cách điều kiện kinh doanh theo cái chỉ đạo của chính phủ. Và có lẽ rằng là cho đến thời điểm này thì tôi cho rằng là nó chậm. Chậm. Thực sự là... Bên cạnh đó, các chuyên gia nhấn mạnh tính cải cách trong các phương án rà soát theo đánh giá của VCCI chưa thực sự triệt để. Phần lớn đề xuất trong các phương án mới chỉ dừng lại việc xem xét các điều kiện kinh doanh hiện hành ở trong nghị định. Các kiến nghị chủ yếu xoay quanh sửa đổi, bổ sung nghị định mà chưa mở rộng đánh giá các điều kiện kinh doanh chứa đựng trong luật. Đây được xem là một hạn chế không nhỏ trong hoạt động rà soát, bởi vì nghị định chỉ là văn bản chi tiết hóa các điều kiện đã có trong luật, dù sửa như thế nào cũng không thể vượt qua được luật. Trong khi rất nhiều điều kiện kinh doanh bất hợp lý có trong luật cần được đánh giá để bãi bỏ hoặc sửa đổi, điều này khiến tính cải cách trong các phương án rà soát chưa thật sự triệt để. Còn nếu như chỉ dừng ở cái gọi là rà soát và đưa ra được thành phương án, thì điều đó có nghĩa rằng là nó chưa có cái tác động trên thực tế. Hai bộ còn lại gồm Bộ Giáo dục và Bộ Đào tạo hứa cắt giảm 110 điều kiện trên tổng số 212 điều kiện, nhưng mới cắt giảm được 16 điều kiện, đạt 7,5%. Bộ Thông tin và Truyền thông hứa cắt giảm 199 trên tổng số 385 điều kiện kinh doanh, nhưng đến nay mới cắt giảm được 26 điều kiện, đạt 6,75%. Ví dụ như tôi lấy cái điều kiện của Bộ Giáo dục Đào tạo chẳng hạn, ví dụ như là điều kiện kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch này hay phải được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận này, ví dụ như vậy, thì đó là những cái điều kiện kinh doanh mà trong đó thì gồm có rất là nhiều các điều kiện kinh doanh khác nhau. Vì vậy, doanh nghiệp vẫn chưa thực sự được cởi trói, thực trạng về điều kiện kinh doanh vẫn làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, làm tốn kém thời gian và chi phí của doanh nghiệp. Hiện vẫn còn hàng ngàn điều kiện kinh doanh gây khó cho doanh nghiệp. Cũng theo báo cáo của tổ công tác, tính đến hết tháng 7 năm 2018 vẫn còn khoảng 2.363 điều kiện kinh doanh, chiếm 40% các điều kiện đã có phương án tiếp tục cắt giảm nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể, thuộc trách nhiệm của 14 bộ gồm Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông, Vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước. Hiện nay thì đối với cái quy định về các cái điều kiện kinh doanh của nhà nước Việt Nam chúng ta cũng khá khắt khe, đặc biệt là còn rất nhiều thủ tục liên quan đến việc cấp phép, liên quan đến việc vận hành, liên quan đến việc chuyển giao và kinh doanh. Đến hết tháng 7 năm 2018, các bộ đã trình 154 đề án, đạt 79%, trong đó 56 đề án đã được ban hành, chiếm 36,4% số đề án đã trình. Số còn lại 41 đề án đã quá thời hạn chưa trình theo tiến độ. Theo đánh giá của tổ công tác, tính đến tháng 8 năm 2018, các bộ ngành đã đơn giản hóa được 606 trên 9.339 mặt hàng và hiện mới đạt 6,5% danh mục. Hiện vẫn còn 832 danh mục, tương đương 8,7%, dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm nhưng chưa có văn bản cụ thể thuộc trách nhiệm của 6 bộ, gồm Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an. Nhìn chung, tỷ lệ cắt giảm danh mục sản phẩm kiểm tra chuyên ngành vẫn đạt thấp so với yêu cầu đặt ra và hiện đạt 15,1%. Thưa quý vị, việc tồn tại những điều kiện kinh doanh không hợp lý cùng thủ tục hành chính rườm rà đang là gánh nặng của các doanh nghiệp, tạo ra rào cản bất hợp lý đối với đầu tư, hội nhập, làm ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp. Do đó, con số không phải đích đến của việc cắt giảm điều kiện kinh doanh. Những gì doanh nghiệp được thụ hưởng lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp mới là điểm đến của bất cứ nỗ lực cải cách nào. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, năm 2018 thì chính phủ yêu cầu các bộ ngành cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh hiện có. Theo số liệu của Văn phòng Chính phủ cho tới thời điểm tháng 7 năm 2018 thì điều kiện kinh doanh mới cắt giảm được hơn 12%. Thưa ông, với cái tiến trình này thì theo ông về cái mục tiêu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh liệu có đạt được và chất lượng điều kiện kinh doanh cắt giảm liệu có thực sự như những gì doanh nghiệp muốn hay không ạ? Thì chúng ta nhìn thấy rằng là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt. Nhưng cái quy mô, mức độ, chất lượng của cái việc cắt giảm lần này lại phụ thuộc, cho đến nay phụ thuộc vào sự sẵn sàng, sự quyết tâm của các ông bộ trưởng. Và nhìn thấy ở đây thì cái sự sẵn sàng, quyết tâm của các bộ trưởng có liên quan này mức độ rất khác nhau. Cái ý thức này, nhận thức này, quyết tâm này, đó sẵn sàng này, để đạt mục tiêu và đạt mục tiêu một cách thực chất. Thì tôi quan sát thấy rất khác nhau. Và chính vì vậy cho nên, và mà cái điều này lại theo tôi cho đến tại thời điểm này lại là cái yếu tố gần như là chủ yếu quyết định cái thành bại
và quyết định được cái đạt được cái mục tiêu hay không. Cho nên tôi cũng phải nói cũng rất là, mặc dù rất là nỗ lực, chính phủ rất nỗ lực, thủ tướng chính phủ rất chỉ đạo, rất sát sao, rất quyết liệt, rất liên tục, nhưng khả năng đạt được là phải nói cũng không phải là cao lắm. Đấy, về còn về mặt chất lượng thì cũng khá, cũng có những cái nghi ngờ của nó, vì có những cái điều kiện là có thể nói rằng là bỏ đi, thực ra bỏ đi thì nó cũng chả có ý nghĩa gì mấy. Thưa ông, vậy để đạt được mục tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh về số lượng và chất lượng cần phải có giải pháp như thế nào? Cái làm truyền thống của chúng ta ban hành là các bộ kiến nghị lên, rồi thì sau đó là thẩm định của, rồi hỏi ý kiến các bộ, rồi thẩm định cho Bộ Tư pháp, rồi lên Văn phòng Chính phủ, rồi báo cáo ra Chính phủ. Thì cách làm truyền thống đấy không bao giờ, tôi nghĩ không bao giờ có được thay đổi lớn, thay đổi có tính đột phá. Cho nên là muốn có thay đổi lớn thì phải có cách làm khác. Mà cách làm khác ở đây ít nhất là phải có cái thẩm định độc lập, đánh giá độc lập về cái chất lượng, về mục tiêu, về công cụ, về chi phí để tuân thủ. Mà cái cách đánh phải có cái đánh giá độc lập, và phải dựa trên cái quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền, phải dựa chủ yếu trên cái đánh giá độc lập, thì lúc đó nó mới có một sự thay đổi căn bản. Còn nếu như mà cũng có thẩm định độc lập, đánh giá độc lập, nhưng đánh giá độc lập lại về chuyển sang ví dụ Bộ Tư pháp để thẩm định chẳng hạn, thì tôi nghĩ là cái ý nghĩa của thẩm định độc lập nó cũng không nhiều. Mà thẩm định độc lập này phải là ý kiến mà chủ yếu, căn cứ chủ yếu để cơ quan có thẩm quyền là ban hành ra quyết định. Và nếu mà ý kiến độc lập nói rằng là chưa đạt yêu cầu thì yêu cầu phải làm lại, và làm lại theo yêu cầu của, theo gợi ý, theo kiến nghị của cơ quan thẩm định độc lập. Thì tôi cho rằng là phải có như vậy thì mới hy vọng là có một sự thay đổi thực sự về chất của văn bản pháp luật mà mình cần phải thay đổi lớn. Ban hành điều kiện kinh doanh là một vấn đề cũng rất đáng bàn. Vậy làm thế nào để có những cái điều kiện kinh doanh có chất lượng tốt và thực sự cần thiết ạ? Thì ở các nước người ta làm là người ta giao thế này: anh có nhu cầu ban hành đúng, nhưng anh ban hành một thì anh xóa hai, hoặc ít nhất là anh xóa một. Anh ban hành một mới thì anh xóa một cũ. Và có những nước nó mạnh hơn thì anh ban hành một mới thì phải xóa hai cũ, để người ta cân nhắc là có thực sự cần thiết phải ban hành không. Công cụ thứ hai người ta làm là anh ban hành rồi 3 năm là hết hiệu lực. Đương nhiên hết hiệu lực. Nếu anh ban hành một công cụ gì để quản lý một điều kiện kinh doanh gì đấy thì cứ 3 năm sau là hết hiệu lực. Đấy, đương nhiên nó hết hiệu lực. Trong trường hợp mà cần thiết thì anh phải review lại, anh phải xem xét lại. Và theo nguyên tắc đấy, anh bỏ, anh phải là thêm một, giữ một thì phải bỏ một hoặc bỏ hai. Đấy là cái tạo ra một cái áp lực nó như thế, để cơ quan quản lý nhà nước nó có một sức ép và tạo ra một tư duy rằng là một cái quan niệm, một tư duy rằng là chỉ có là những thứ cần thiết thì mới được ban hành. Mà thứ cần thiết mà không thể có gì thay thế, cần thiết nhưng nó không có gì thay thế hơn nó, nghĩa nó là tốt nhất thì lúc nó mới áp dụng. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của. Cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.